Chiều ngày 17 tháng 2 tại Uzbekistan, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2022. Lá thăm may rủi đưa ba đại diện của khu vực Đông Nam Á vào chung một bảng đấu. Theo quy định, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Với việc U23 Thái Lan, Malaysia và Việt Nam chung bảng C với Hàn Quốc, sẽ có ít nhất một đội của khu vực Đông Nam Á vào tứ kết. Vòng chung kết U23 châu Á được VFF đánh giá là giải đấu mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Chính vì lý do này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bày tỏ mong muốn được giữ huấn luyện viên Park ở lại. Trước đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã thỏa thuận với VFF rằng sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng huấn luyện viên trưởng đội U23. Tuy nhiên, mục tiêu thuyết phục huấn luyện viên Park tham dự giải U23 châu Á 2022 sẽ không thể trở thành hiện thực. Bởi lẽ, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì huấn luyện viên Park đã từ chối lời mời trên để tập trung hoàn toàn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở các giải đấu lớn trong năm nay. Khi gia hạn hợp đồng cuối năm 2021, nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu chỉ nắm đội U23 tới hết SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 năm 2022, sau đó sẽ chỉ chuyên tâm cho đội tuyển quốc gia. VFF đang tìm huấn luyện viên mới cho giải U23 châu Á và nhiều khả năng sẽ là một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác. Việt Nam từng lập kỳ tích khi giành huy chương bạc tại giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Nhưng 2 năm sau, vẫn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park, đội bị loại ngay vòng bảng khi hòa UAE và Jordan cùng tỷ số 0-0 rồi thua Triều Tiên 1-2 ở loạt trận cuối.